Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình An Viên. Thưa quý vị, khách mời ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện là một nữ nghệ sĩ xinh đẹp, tài năng, đa năng từ giọng hát tới phong cách. Cô đến với âm nhạc bằng tình yêu và gặt hái thành công ở lĩnh vực này bằng thực lực, đam mê và tâm huyết. Cô cũng là một Phật tử với pháp danh là Trúc Anh. Xin được giới thiệu ca sĩ Võ Hạ Trâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Võ Hạ Trâm xin gửi lời chào tới tất cả quý Tôn Đức Tăng Ni và tất cả quý vị Phật tử đang xem chương trình, và xin chào chị Linh. Trải qua những cái tuổi thân khi mà người ta không biết mình là ai, và em cảm thấy cuộc sống em nó lúc nào nó cũng được bình an, nó không quá nhiều sóng gió, nó không quá nhiều cái bão tố ở phía trước. Bởi vì mình chọn cái con đường đi êm đềm và mình sống chan hòa, từ bi với mọi người nữa. Từ đó là em quyết định em quay về với tu tập hành trì mỗi ngày. Để em cảm thấy nó bình yên, nó nhẹ nhàng hơn. Lời đầu tiên, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn Võ Hạ Trâm đã đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời ngày hôm nay. Và đầu tiên phải chúc mừng Võ Hạ Trâm vì thời gian vừa qua đã có nhiều những thay đổi cho cuộc sống. Kết hôn này, sinh con này, và dường như cuộc sống lúc này đang ngập tràn hạnh phúc viên mãn, đúng không? Chị thấy em và chắc chị cũng có thể đoán được. Đúng là như chị Linh nói, khi mà mình đã bước sang một cái bước ngoặt mới với cái thiên chức làm vợ, làm mẹ, thì nó sẽ có những cái niềm hạnh phúc rất là khó tả mà chỉ ai đã từng và đang làm mẹ mới có thể hiểu được những cái hạnh phúc đó. Và ngày hôm nay mỗi ngày của em trôi qua đều có những cái tiếng cười của trẻ con trong nhà, và nó là một cái sợi dây gắn kết cho tình cảm của các thành viên trong gia đình rất là nhiều. Và hơn bao giờ hết thì hiện tại em cảm thấy cuộc sống của em nó rất, em có thể dùng từ viên mãn, bởi vì mỗi ngày là một ngày đông đầy hạnh phúc. Nhiều người nói rằng là cuộc sống khi mà mình kết hôn này, có con này, bên cạnh những niềm hạnh phúc nhưng mà cũng có những điều mới mẻ khiến cho bản thân, đôi khi chị thấy nhiều người phụ nữ mới sinh con sau một thời gian còn bị sốc cơ. Dạ. Trâm có phải trải qua cái quãng thời gian như thế không? Dạ có chứ. Nhất là những chị em phụ nữ như chị em chúng mình đi làm nhiều ở bên ngoài, ở ngoài xã hội, thì mình đã quen với cái cuộc sống tự do bay nhảy rồi. Nhưng mà khi có con, nhất là trong 3 tháng đầu khi mà chăm con, và em lại sinh ở trong cái thời dịch nữa, mùa đỉnh điểm của dịch bệnh nữa, cho nên là mọi thứ nó chỉ xoay vần trong 4 bức tường ở trong căn nhà mình thôi. Và với một cái bản tính là yêu tự do, thích đi ra ngoài, mà mình lại bị giam trong một căn nhà. Và chăm con mình cũng bỡ ngỡ nữa, mình cũng phải thức đêm, thức hôm, không được ngủ, rồi nghe tiếng con khóc. Mọi thứ ban đầu mình đã chuẩn bị tinh thần là là mẹ sẽ là vất vả đấy. Nhưng mà khi mà thực sự được làm mẹ và chăm sóc cho những ngày đầu của một đứa trẻ, thì em cảm thấy thực sự mình chưa có quen lắm. Và mình cảm thấy hơi căng thẳng một tí xíu, nhưng mà cái gì rồi cũng sẽ quen và cái gì cũng sẽ qua. Cho tới bây giờ thì em cảm thấy mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng, khi những cái công việc như là thay tã cho con ăn, tắm con, nó đã trở thành một cái gì đó rất là quen thuộc rồi. Mẹ đã hát rất nhiều bài hát ru cho đời, nhưng hôm nay vào giờ phút thiêng liêng, mẹ dù em mang trọn tâm tư chỉ trao về con, lời từ trái tim yêu thương mẹ dành hết cho con này, ngàn ước mơ của mẹ, ngàn khát khao của mẹ là con, nhìn sâu mắt con long lanh là cả thế giới đang cười, là muôn hoa
I didn't see it. But you, I can see your hair like me. Curly, yes. Nhìn sâu mắt con long lanh, là cả thế giới đang cười. Là muôn hoa đang khoe sắc dưới ánh mặt trời. Cầm tay mẹ nhé, con yêu ơi. Mẹ sẽ cùng bước bên con suốt cuộc đời. Cảm ơn con đã đến điểm tốt thật rực rỡ. Được biết là Võ Hạ Trâm cũng là người rất là kỹ tính trong việc nuôi dạy con. Ngay từ khi vẫn còn em bé vẫn còn ở trong bụng mẹ, bạn đã có những cái phương pháp riêng để làm sao kết nối và gắn kết được tình cảm của gia đình đến em bé, cũng như là có những phương pháp thai giáo riêng. Vậy thì chắc chắn ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu chuyện có thể chia sẻ với khán giả. Và cá nhân Linh cũng có thể học hỏi được ở Trâm rất là nhiều bí quyết đây. Bởi vì tôi thì mới đi được một bước, đó là lập gia đình thôi, nhưng mà đang cố gắng đuổi theo Trâm một bước tiếp theo, làm sao mà sinh con xong vẫn giữ dáng. Và quan trọng hơn hết là giữ được cái tinh thần, thần thái của mình luôn luôn cảm thấy cân bằng. Như vậy thì chúng ta mới cảm thấy được sự hạnh phúc và viên mãn ở trong cuộc sống. Đầu tiên thì xin được hỏi Hạ Trâm, khi mà nhìn lại quãng thời gian của mình, bao nhiêu năm theo đuổi nghệ thuật được Trâm nhỉ? Em bắt đầu con đường nghệ thuật vào năm 2007. Cho tới bây giờ chắc mười mấy năm rồi đấy. 15 năm. Dạ đúng rồi, 15 năm đấy. Dạ. Wow. Nhanh sao, con sao nhanh thế nhở. Thế nên mà mời Trâm đến với chương trình ngày hôm nay đúng với tên gọi là bước ngoặt cuộc đời. Để chúng ta tự nhìn lại những dấu mốc quan trọng, những cái thời điểm mà bản thân mình có sự thay đổi, hoặc là những dấu mốc để lại trong bản thân nhiều những cái ấn tượng, có thể là những kỷ niệm vui buồn nào đó. Trâm sẽ nhắc tới thời điểm nào? Nói tới từng cái cột mốc trong cái hành trình của mình thì nó có nhiều cái cột mốc lắm. Nhưng mà em có thể nói những cái cột mốc quan trọng. Cái cột mốc đầu tiên là cột mốc mà em giành được cái giải thưởng là giải nhất ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2007. Đó là cái cột mốc để em được bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Rồi cột mốc tiếp theo là cái cột mốc vào năm 2016, khi mà em tốt nghiệp ở nhạc viện xong và em quyết định đi du học. Thì đó là cái cột mốc thứ hai để em có thể trải nghiệm được những cái tinh hoa, những cái điều rất là tốt đẹp của cái ngành học mà em mong muốn tại một cái đất nước rất là xa xôi, và cũng là lần đầu tiên em đi xa nhà và tự lập cuộc sống của mình. Trong bao lâu nhỉ Trâm nhỉ? Em học một năm ạ. Rồi cái cột mốc tiếp theo thì em nghĩ là năm 2019, khi mà mình thực hiện được một cái live show kỷ niệm 12 năm ca hát của mình. Và live show It's Me, This Is Me. Thì em nghĩ đó là ba cột mốc chính của cuộc đời em. Và nhìn lại một cái chặng đường 15 năm, em thấy là wow, mình đã vượt qua được rất là nhiều thứ, rất là nhiều cái gập ghềnh trong cuộc sống, cái gập ghềnh trong công việc. Và bây giờ mình đã có được những cái mà mình mong muốn. Và em thấy là cảm ơn cái sự kiên trì của mình trên một cái hành trình rất dài như vậy. Sao dấu mốc lấy chồng sinh con không cho vào bước ngoặt à? Cái đó là điều đương nhiên rồi chị. Em quy nó là đương nhiên. Cái bước ngoặt đối với em là nó một cái cột mốc rất là quan trọng để nó thay đổi mình, hoặc là nó mang cho mình một cái giá trị gì đó, nó ảnh hưởng tới một cái hành trình sau này. Trâm nói rằng là trong những dấu mốc trong con đường sự nghiệp mà mình đã đi qua cũng có rất là nhiều những gập ghềnh, những giai đoạn khó khăn. Tại sao nhỉ? Một cô gái mà tài năng, nhan sắc, mà tôi thấy rằng là bạn có rất nhiều giải thưởng âm nhạc. Đầu chương trình Linh cũng hỏi lại Trâm ấy để kiểm tra lại các thông tin, bởi vì là thấy cuộc thi âm nhạc nào đa phần cũng giành giải thưởng cao nhất. Thì cái gập ghềnh khó khăn nó nằm ở chỗ nào? Cái vấn đề ở đây là em rất là có duyên với những cuộc thi. Và thi đâu thì thắng đó. Nhưng mà để xây dựng cái tên của mình trong cái thị trường âm nhạc và để khán giả biết tới, đó là một vấn đề khác. Và cái vấn đề ở đây mình cảm thấy là tại sao tôi đạt được nhiều giải thưởng như vậy, nhưng mà tôi phải mất mười mấy năm để có thể xây dựng cái tên tuổi của mình.
cách đây 5, 6 năm, 7 năm nhắc tới Võ Hạ Trâm cũng chưa nhiều người biết. Mà bây giờ thì đã nhiều người biết hơn rồi. Thì chị thấy là một cái quãng đường rất dài. Trâm đã phải cố gắng rất là nhiều để không bỏ cuộc giữa đường. Mọi người cứ nghĩ là trời ơi, con bé này nó nhiều tài năng quá, nó hát hay thế, nó đa tài thế mà tại sao nó không nổi tiếng. Thì đó chính là cái câu hỏi mà em đã tự hỏi bản thân mình. Và đôi khi mình cũng cảm thấy rất là mơ hồ, mình không biết là con đường mình đi có đúng hay không, mình nó sẽ dẫn mình đến đâu, nó có dẫn mình đến một cái ánh sáng nào đó hay không, hay là mình đi một cách là mình không biết lối về. Và em cứ có những cái lời động viên từ thầy Tạ Minh Tâm hay là những người bạn trong nghề của em, và em cứ tiếp tục em đi. Trải qua những cái tuổi thân khi mà người ta không biết mình là ai, hay là trải qua những cái lần thất bại trong những cái sản phẩm mà mình tung ra thị trường mà không ai nghe hết, rồi em cũng đã có được cái những cái sự công nhận nhất định, những cái thành công nhất định. Đối với em, có thể những với bạn khác thì đó là một cái thành công rất nhỏ, nhưng mà đối với em đó là một cái thành công lớn, bởi vì mình tự đi trên đôi chân của mình. Và ngần ấy năm thì em đã có được những cái kinh nghiệm cũng như là những cái thành công của mình. Và em thấy là tuy là bước đường mình nó cũng gập ghềnh trong trên đó, nhưng mà nhờ cái sự kiên định và quyết tâm, em cũng đã đi đến được gần tới cuối con đường. Làm nghệ thuật này, làm người của công chúng thì ai cũng mong muốn được mọi người biết đến thật nhiều. Nhưng mà Trâm quan điểm thế nào về hai chữ nổi tiếng? Bởi vì thực ra là có rất nhiều con đường để nổi tiếng. Thậm chí có những người nghệ sĩ họ nổi tiếng rất nhanh, nhưng mà sau đó họ cũng để khán giả, bị khán giả lãng quên rất nhanh. Cái em định nghĩa theo quan điểm của em nha, cái sự nổi tiếng đó là cái sự công nhận của giới chuyên môn và các khán giả. Cái sự công nhận nó phải được công nhận từ cái thực lực của mình thì nó mới là sự nổi tiếng. Có thể có nhiều người họ quan niệm là nổi tiếng là đi ra ngoài người ta biết mình là được, không cần biết mình nổi tiếng vì cái gì. Nhưng mà đối với em phải nổi tiếng vì cái khả năng của mình và được mọi người trân trọng cái khả năng đó, thì em mới cảm thấy hạnh phúc và biết ơn hai cái chữ nổi tiếng đó. Và đó là lý do vì sao mà trên con đường em đi, em không bao giờ làm bất cứ cái gì để mình có thể mang một cái sự tiêu cực trong hai cái từ nổi tiếng đó cả. Và cái nói tên mình ra, mọi người dành một cái sự trân trọng, mọi người không có kêu con này con kia. Đó thì đó là em cảm thấy là mình may mắn. Và cũng như là mình đã không bị đi lạc đường trong cái showbiz đầy rẫy những cái cám dỗ này. Bởi vậy mà cá nhân Linh cũng rất ngưỡng mộ ca sĩ Võ Hạ Trâm, và tôi tin rằng là người trong giới cũng như là khán giả cũng như vậy. Chính vì bạn đi bằng thực lực và đi bằng những cái trải nghiệm với âm nhạc này, với cuộc sống một cách rất là nghiêm túc và chỉn chu, thế nên là Võ Hạ Trâm xuất hiện ở đâu đều mang lại cho mọi người cái sự tin tưởng và nguồn năng lượng tích cực. Còn ví dụ như là nhiều những nghệ sĩ mà họ đi bằng những con đường khác, ví dụ như là bằng scandal này, hoặc là bằng những cái hình ảnh hào nhoáng bên ngoài để họ nổi tiếng, thì đúng như bạn nói là đi đến đâu mọi người có thể nhận ra đấy, nhưng bên cạnh đó lại là những tiếng xì xào, bàn tán, là những sự hoài nghi chứ không phải là sự tin tưởng. Cái quan điểm làm nghề có lẽ là ngay từ những ngày đầu tiên như vậy cho đến bây giờ bạn vẫn giữ nguyên điều đó. Bởi vì cái việc mà được sự trân trọng và mình đi lên bằng thực lực của mình thì nó mới giúp cho mình đi xa. Còn để nổi tiếng vì một scandal nào đó, vì một cái sự hào nhoáng nào đó, nó chỉ có thể tồn tại một thời gian rất ngắn mà thôi. Bởi vì người ta sẽ lãng quên rất là nhanh. Và em còn có một cái nghĩ xa nữa là sau này con cái em lớn lên đó, khi mà nó tìm hiểu về mẹ nó là ai, thì em nghĩ con em nó sẽ cảm thấy rất là tự hào vì cái tên của mẹ nó luôn luôn gọi là sạch ở trong cái ngành nghề mà mẹ nó đang làm. Và em làm cũng vì cái thế hệ của con em nữa, để cho con em nó có thể tự hào mà nó không có phải xấu hổ vì bất cứ điều gì. Có những cái quan điểm, những cái con đường đi một cách rất là kiên định, rõ ràng ngay từ đầu, mặc dù bạn biết là con đường như vậy có thể sẽ có những khó khăn, có thể sẽ chậm hơn, nhưng mà ngay từ đầu tại sao bạn đã có được điều đó? Bởi vì là do môi trường giáo dục này, do môi trường gia đình này, hay là có người định hướng cho Trâm không? Cả ba chị ạ. Môi trường giáo dục thì đối với em, gia đình em không có quan trọng cái việc là em phải nổi tiếng hay không. Quan trọng là em được đến với nghề và em làm được cái điều mà em đam mê. Thì đó là cái nền tảng gia đình của em, và bố mẹ em luôn dạy em là một người tử tế, không có làm bất cứ điều gì để cho người ta có thể nói nặng, nói nhẹ mình.
đó là về cái nền tảng của gia đình. Còn đối với con đường sự nghiệp của em thì em luôn luôn có cái sự đồng hành của thầy Tạ Minh Tâm. Thầy là người hướng em đi khi mà em đang trên vân, em không biết chọn cái con đường nào, cái dòng nhạc nào để đi. Sau khi mà mình đạt giải thưởng ngôi sao thi hát truyền hình thì thầy đã hướng cho em đi con đường nhạc chính thống, bởi vì đó là con đường duy nhất phù hợp với em ở thời điểm đó. Khi mà đi lên bằng thực lực, không phải có quá nhiều tiền để đầu tư hình ảnh hay là một ekip như là nhạc thị trường, thì em kiên định với cái đường đi của mình, với cái sự yểm trợ và mang những cái giá trị tinh thần của thầy em dành cho em. Và một phần nữa là bởi vì em là Phật tử, em có cái sự nghiên cứu cũng như là em nghe những cái lời dạy của Phật rất là nhiều, cho nên là mình cũng hiểu những cái vấn đề trong cuộc sống mà mình không nên phải đánh đổi bản thân để mình tạo những cái điều tiêu cực trong cuộc sống. Và em cứ theo những cái chân giá trị trong lời Đức Phật dạy, áp dụng vào cuộc sống của mình, áp dụng vào cái việc mình làm nghề và mỗi cái ý niệm, mỗi cái suy nghĩ của mình cũng vậy. Cho nên chị thấy là cho dù là em đi chậm hơn người ta rất là nhiều, nhưng mà em vẫn rất là bình thản và em cảm thấy cuộc sống em nó lúc nào nó cũng được bình an, nó không quá nhiều sóng gió, nó không quá nhiều cái nhỏ. Khoảng mười mấy tuổi là bố mẹ em đi vào chùa tụng kinh thì em cũng đi theo bố mẹ vào chùa tụng kinh từ ngày nhỏ. Dạ, từ ngày nhỏ. Nhưng mà lúc đó về cái nhận thức cũng như cái hiểu biết của mình về đạo Phật, mình biết ông Phật đó, mình biết là mình đi tụng kinh vậy thôi, chứ mình không có hiểu cái gì hơn hết. Sau này á, khi mà em đã ở ngoài đời, em lăn lộn nhiều, em trải qua nhiều những cái biến cố trong cuộc sống, thì có một ngày đẹp trời em ngồi em ở nhà thôi và em tình cờ em nghe pháp của sư cô Thích Nữ Hương Nhũ. Thì em nghe xong giống như là em một lần nữa được giác ngộ. Chị em có nhớ là cái bài pháp khi đó là về gì không? Cô giảng cũng về cuộc sống thôi chị, cũng về những cái tham sân si, những làm sao để mình có thể khắc phục được những cái tham sân si, những cái ý niệm xấu vân vân, để trở thành một con người tốt hơn. Thì em giống như em được giác ngộ một lần nữa và em nhìn lại những gì em đã trải qua. Lâu nay mình là Phật tử nhưng mà mình không hẳn là mình đã làm đúng những gì Đức Phật dạy, mà mình để cho cuộc sống mình nó cuốn theo, nó cuốn vào cái cuồng quay hỉ nộ ai ố tham sân si đó. Và dường như cái bài pháp đó làm cho em giác ngộ một lần nữa, và từ đó là em quyết định em quay về với tu tập hành trì mỗi ngày. Trước đó em có niệm Phật thời công phu đàng hoàng tử tế, nhưng mà đó, rồi mình cứ đi làm, rồi mình bị cuốn vào những cái công việc, những cái sự về chuyện tình cảm vân vân, là mình quên mất đi, mình làm cho bản thân mình cảm thấy ngày càng kiệt quệ về mặt tinh thần. Mình chưa thực sự chú tâm vào cái việc tu tập ở thời điểm đầu. Đúng rồi. Và ngay cái ngày đó thì em quyết định em quay lại với tu tập để em lại tìm lại cái giá trị ở trong con người của mình. Tại sao Võ Hạ Trâm ở thời điểm đó lại nhận ra cái sự cần thiết của việc mà chúng ta phải nhìn vào bên trong và nghiêm túc tu tập? Tại vì em thấy em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và em chênh vênh. Khi mà mình cảm thấy chênh vênh trong cuộc sống, mình không biết mình đang gặp vấn đề gì, mình không biết mình nên làm gì, thì thường mọi người sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau. Mọi người sẽ đi du lịch hoặc đi đâu đó, hoặc ngồi tự chìm đắm vào những cái cảm xúc tiêu cực đó. Còn với em thì em muốn nghe pháp để em cảm thấy nó bình yên, nó nhẹ nhàng hơn. Và chính nhờ cái thời điểm mà em đang chênh vênh đó và em nghe được bài pháp thoại của sư cô, thì em lại tìm được cái con đường của mình đi. Và khi mà mình đã giác ngộ một lần nữa đó, mình quay trở lại với việc tu tập, mình nhìn vào bên trong mình hơn, mình tu sửa thân tâm của mình hơn, thì mình cảm thấy những cái gánh nặng, những cái sự chênh vênh đó nó càng ngày nó được giảm rất là nhiều. Và mình cứ tiếp tục hành trì như vậy. Mỗi một ngày mình thay đổi bản thân, mỗi một ngày mình nhìn lại là mình đã làm những điều gì xấu, đã làm những điều gì sai, thì mình sám hối với cái người mình làm họ tổn thương đó, mình sám hối với bản thân mình, rồi mình lại tiếp tục mình đưa áp dụng những cái lý thuyết của đạo Phật vào trong cuộc sống. Và từ đó em cảm thấy cuộc sống em thay đổi rất là nhiều. Nó cho em cái nguồn năng lượng tích cực và nó cho em một cái nhìn sâu hơn về cuộc sống, về cái ngành nghề của mình, và em đã đi lan tỏa thêm cho những người xung quanh. Em cảm thấy đó là một cái duyên may mắn khi là một lần nữa mình được bề trên soi sáng để cho mình đủ duyên để gặp được cái bài pháp thoại đó, mà mình có thể quay trở lại
với cái con đường chánh đạo của mình. Bao đời con tâm tối tham đắm si mê hoài, con thành tâm sám hối tội lỗi con tạo ra. Với trái tim vị tha, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu vớt con một phen, vượt thoát cơn ưu phiền. Bao năm lênh đênh chìm nỗi thấy đau bình yên, hơn thua đua tranh được mất khổ đau chiên miên. Con nay quy y thề trước tấm gương từ tôn, tu hành niệm Phật tinh tâm, gieo câu yêu thương từ ái đến nơi vùng sâu, hèm câu nam mô thường biết nhiếp tâm bền lâu. Cho ta tin sâu Phật pháp xóa tan niềm đau, xây đời sáng tươi nhiệm quay về thôi em nhé, cho trái tim thanh tịnh, cho nụ hoa môi hè tươi thắm những mùa xuân. Ta ngát hương gần xa, nói kết duyên tình ta, vinh viễn xa đường mơ, cùng bước theo Phật đà. Phật thì ở trong tâm của mỗi chúng ta, ai cũng đều có cái tâm thiện ở trong mình. Quan trọng là chúng ta có nhận biết được và làm chủ đến nhiều điều đó hay không. Bởi vì cuộc sống bây giờ thì quá bận rộn, nhất là những người làm nghệ thuật, đúng không Trâm? Đôi khi là chính những cái ánh hào quang của sân khấu này, của những lời ngưỡng mộ tung hô, rồi cả những lịch trình dày đặc của chúng ta từ sáng tới khuya muộn, cứ lặp lại như thế. Nhưng đôi khi chúng ta biết được đâu là những cái giá trị mà chúng ta mong muốn, nhưng mà đôi khi là chúng ta lại bị quên đi. Chúng ta lại cứ lao vào những cái vòng xoáy như vậy. Dạ đúng rồi. Vậy là tôi cũng giống Trâm một điểm là có những thời khắc mà tôi cảm thấy khá là mệt mỏi và chênh vênh. Tôi cũng nghe pháp và tự nhiên một cách rất là bất chợt, cảm giác như là bản thân mình như được khai sáng và như được sắp xếp lại những cái suy nghĩ đang rất là ngổn ngang và rối ren ở bên trong. Và những cái điều gì mà mình vẫn đang trăn trở, tự nhiên là nghe pháp mình được định hình lại, được gọi tên đúng những cái cảm xúc đó. Rất là hay. Và dùng từ gọi tên là chính xác luôn á chị. Và đúng như Trâm nói, quan trọng là chúng ta sẽ phải thực hành thường xuyên và đều đặn. Khi thực hành thường xuyên điều đặn thì chúng ta sẽ nhận thấy là ngay cả những lời nói này, ngay cả những cuộc gặp gỡ và tất cả những thứ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta thì đều là những bài học để chúng ta có thể tu tâm dưỡng tính ngay từ những cái điều nhỏ nhặt như thế nhỉ. Trâm thấy rằng khi mà dần dần mình hiểu hơn về những triết lý của Phật pháp thì âm nhạc của mình có thay đổi không? Có chị, nó mang một màu sắc khác. Trước đây thì em hay hát những bài u buồn, u uất, nói về những tổn thương, nói về những sự chia ly. Nhưng mà khi mà mình đã hiểu được cái giá trị cuộc sống, và mình đặc biệt là khi mà cái thời điểm mà em kết hôn nữa, thì những cái sản phẩm âm nhạc của em nó đều mang có một màu sắc sáng hơn. Nó nói về hạnh phúc, nó nói về sự chia sẻ. Và hiện tại em cũng đang làm một cái dự án gọi là chữa lành, để dành cho tất cả mọi người, nhất là những ai đã tổn thương trong mùa dịch, cũng như là những cái tổn thương trong cuộc sống của mình. Bởi vì âm nhạc nó có khả năng chữa lành những cái tổn thương đó. Và em dùng chính cái giọng hát của mình, cái cảm nhận của mình và những gì em đã trải qua. Em cũng đã từng trải qua tổn thương, cho nên là em biết được cái gì nó có thể giúp mình chữa lành nó. Và em mang cái dự án này, hy vọng là khi mà nó được phát hành thì sẽ được nhiều người ủng hộ, và nó hy vọng là nó cũng chữa lành được cho nhiều trái tim đang tổn thương. Nếu như mà chúng ta bị tổn thương về mặt thể xác, như là bị một cái vết thương nào đó chẳng hạn, thì có lẽ tôi thấy rằng là những cái nỗi đau như vậy đôi khi nó còn không lớn bằng những nỗi đau cần phải chữa lành như Trâm đang đề cập, đó là về bên trong, về mặt tinh thần của mỗi chúng ta. Dạ đúng rồi. Tôi thấy có những người mà từ nhỏ đến lớn bản thân họ đôi khi là vẫn cứ bị quẩn quanh bởi một cái gì đó mà chưa được giải tỏa từ ngày nhỏ chẳng hạn, hoặc đôi khi trong cuộc sống vì một cái lý do nào mà chúng ta cứ ôm những cái sự giận dữ, nhưng mà vô hình chung đó cũng chính là vết thương mà tự bản thân mình làm đau, chứ không phải là do bất kỳ ai khác. Dạ đúng rồi. Và cái điều mà em cảm thấy may mắn khi mà mình biết đến Phật pháp á, là những cái bài pháp, những cái lý thuyết của đạo Phật nó cũng giúp cho mình một phần nào
chữa lành được những cái tổn thương về mặt tinh thần. Bởi vì chúng ta sẽ trải qua rất là nhiều việc, rất là nhiều biến cố, và chúng ta sẽ tự đặt câu hỏi tại sao tôi lại phải gặp những cái vấn đề này. Tại sao tôi sống tốt, tôi sống trang hòa với mọi người nhưng mà mọi người cứ làm tổn thương tôi, mọi người cứ làm tôi đau khổ. Và nếu như mà chúng ta không có bình tâm, chúng ta suy xét, chúng ta nhìn về bên trong và chúng ta nương tựa một cái đấng tâm linh nào đó, thì chúng ta sẽ bị mãi quay cuồng trong những cái câu hỏi và không có đáp án như vậy. Và khi mà em biết được Phật Pháp, em tự trả lời những câu hỏi đó, những cái nút thắt của em nó được gỡ ra và em cảm thấy là những gì đã gieo thì ta phải nhận. Mình cứ căn mà lực luật nhân quả thì mình sẽ trả lời hết được tất cả mọi thứ. Và ngay tại bây giờ cũng vậy, mọi cái gì gọi là chướng duyên đến với mình, em cũng là nhân là quả. Tôi đã chướng ngại người cho nên là tôi phải trả những cái quả đó. Và tôi xin lỗi người vì tôi đã làm những cái điều không tốt với người. Và em bước qua những cái nỗi buồn của mình một cách nhanh hơn, một cách tích cực hơn. Và mình thấy là tất nhiên mọi thứ nó sẽ trải qua, nó rất là nhanh, bước qua rất là nhanh nếu như mà chúng ta luôn luôn nhìn về phía trước, nhìn về cái hướng tươi sáng. Rất là hay khi điều đó được Trâm gửi gắm và truyền tải bằng âm nhạc. Âm nhạc sẵn đã là một phương thuốc để giúp chúng ta chữa lành, mà cùng với đó được gửi gắm bởi những giai điệu, những lời ca đẹp, thì tôi tin rằng đây sẽ là một dự án sẽ tiếp tục được lan tỏa và được rất là nhiều người đón nhận. Có lẽ là Trâm đã có sự chuẩn bị từ trước, cân bằng trong cuộc sống, đặc biệt là tinh thần của mình. Vậy nên là khi bước vào cuộc sống hôn nhân, có lẽ là mọi thứ diễn ra một cách rất là tự nhiên, không có quá nhiều những biến động thay đổi, đúng không ạ? Ngay từ đầu, Trâm không xếp cái việc kết hôn vào một cái bước ngoặt nào đó, bởi vì nó không khiến cuộc sống của chúng ta xáo trộn, thay đổi gì cả. Mà mọi thứ diễn ra một cách rất là tự nhiên, như Trâm đã chia sẻ từ đầu. Đúng là một cái cuộc hôn nhân mà với một cái người thật sự làm mảnh ghép của mình á, nó sẽ giúp cho mình cân bằng được cuộc sống rất là nhiều. Và một người con Phật nữa ở trong hôn nhân thì mình sẽ có những cái suy nghĩ nó sâu sắc hơn. Ví dụ như là khi mà kết hôn thì tất nhiên là hai cá thể khác nhau, và chồng em lại là một người ở đất nước khác, hai cái văn hóa khác nhau nữa, nó sẽ có những cái bất đồng. Nhưng mà khi mà mình hiểu được, mình là một người Phật tử, mình hiểu được lý thuyết của Phật Pháp á, thì mình sẽ không đặt nặng những cái điểm xấu của đối phương, mà mình yêu luôn những cái điểm xấu của đối phương. Và những cái gì xảy ra mình luôn nhìn vào bên trong mình trước. Ví dụ như hai vợ chồng có tranh cãi thì mình luôn nhìn về phía mình là mình có làm sai gì hay không, và mình luôn luôn chủ động xin lỗi nếu như mình có điểm sai. Và em luôn chọn, và cả ông xã của mình luôn chọn giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng nhất, bởi vì ông xã em cũng là một người rất là chín chắn và đã có rất là nhiều kinh nghiệm sống rồi. Ảnh cũng là đạo Hindu nữa. Bên Ấn Độ người ta gọi đạo Hindu, đạo Phật cũng là đạo Hindu đó. Hai cái nó không có khác nhau gì hết, cho nên là ảnh cũng theo những cái giá trị tích cực, những cái chân thiện mỹ mà trong lý thuyết của Hindu giáo hay là Phật giáo giảng dạy. Thì hai vợ chồng em cảm thấy cuộc sống nó rất là nhẹ nhàng. Cho dù có tranh cãi, cho dù có bất đồng thì chúng em vẫn giải quyết một cách nhanh nhất có thể để trở lại cái cuộc sống bình thường. Và với những người đã trưởng thành, đã đi qua rất là nhiều những cái tổn thương, thì tụi em luôn luôn trân trọng cái giá trị của đối phương của mình và trân trọng cái cuộc hôn nhân này. Rất là hay, có như thế thì chúng ta mới có thể bỏ đi những cái vách ngăn về mặt văn hóa mà bên ngoài nhìn vào có lẽ sẽ có rất là nhiều khó khăn khi một nàng dâu người Việt Nam lấy chồng người Ấn Độ, đúng không ạ? Không có quá nhiều sự khác biệt, bởi vì chúng ta có sự tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau cùng với những triết lý tốt đẹp từ Phật Pháp. Bởi vì em là Phật tử mà, cho nên là em cũng muốn con có cái duyên, có cái nhân Phật. Cho nên là khi mà em bắt đầu em có thai, và trước khi em có thai là em đã chuẩn bị rất là nhiều cho cái đời sống tinh thần của mình. Em rất là miên mật trong cái việc tu trì hàng ngày, tụng kinh, niệm Phật hàng ngày. Và khi mà em có thai em vẫn tiếp tục cái thời khóa công phu của mình, và em làm những cái càng làm thiện hơn nữa. Bởi vì em biết được là những cái quả thiện đó con em nó sẽ nhận được. Và trong suốt cái thời gian mang thai em luôn trò chuyện với con với những cái tâm tư tình cảm mà mình mong muốn con có thể đạt được. Em luôn luôn tâm sự là con hãy là một người tử tế, hãy là một người luôn biết chia sẻ và yêu thương mọi người. Và
mỗi ngày em tụng kinh niệm Phật, em đều nói với con ơi cùng tụng kinh với mẹ nhé, con ơi cùng niệm Phật với mẹ nhé, đi chùa cũng vậy, con ơi cùng đi chùa với mẹ nhé, luôn luôn tất cả những cái hoạt động trong ngày em đều nói chuyện với bé. Cho nên là, và em cũng ăn chay nữa, vẫn tiếp tục cái việc chay trường cho cái thời kỳ mang thai của mình. Và trộm vía là khi mà sinh môn ra thì mọi thứ nó rất là dễ chịu, bé rất là dễ chịu, rất là ngoan ngoãn, trộm vía khỏe mạnh. Và bây giờ đứng trước bàn Phật là bé nó tự lạy Phật luôn, nó tự chắp tay nó xá Phật. Em chỉ mới vừa bông vào cái bàn thờ thôi, vòng thờ thôi, chưa thấy được bàn Phật là bé đã biết chắp tay và lạy Phật rồi. Thì em thấy là đây là những cái quả ngọt mà trong thời gian mang thai mình đã tích góp cho con. Và khi con dần dần lớn lên cũng vậy, em sẽ dạy bé nhiều hơn về cái sự sẻ chia, về những cái gì mà em đã trải nghiệm và những cái giá trị mà Phật giáo đã mang lại cho em, em sẽ truyền tải hết cho con của mình. Châm ăn chay trường bao nhiêu lâu rồi? Em ăn chay từ lúc em 17 tuổi luôn á chị. Cho tới bây giờ là chắc cũng 14, 15 năm gì rồi. Cùng với cả gia đình. Dạ đúng rồi. Mà trong quá trình mang bầu thì bạn vẫn tiếp tục ăn chay. Vậy thì làm thế nào để tiếp tục đảm bảo được dinh dưỡng nhỉ? Đặc biệt là cho em bé. Mình phải đi học dinh dưỡng trước đó chị. Để mình có thể yên tâm với sự lựa chọn của mình. Nếu như mình không học thì mình sẽ rất là quan ngại và hoang mang, bởi vì bị tác động rất là nhiều. Ăn chay làm sao đủ chất, ăn chay thế này thế kia ảnh hưởng tới con. Nhưng mà em rất kiên định và em rất tự tin với những gì mà em đã được học về mặt dinh dưỡng. Cho nên là một bữa ăn của em đều có, em đều biết ở nhóm chất này, nhóm chất kia làm sao đầy đủ cho con. Và mình còn bổ sung những cái chất mà ăn chay bị thiếu. Thì con em nó vẫn phát triển rất là khỏe mạnh. Và bây giờ bé vẫn ăn chay với em luôn. Và so với những bé mà cùng trang lứa thì con, thì bé muốn phát triển rất là tốt. Rất là yêu ạ. Mà có thể nhìn thấy ngay nhân chứng sống đây. Mẹ rất là khỏe mạnh, và Linh nhớ là sau khi sinh được có vài tháng thôi đã thấy mẹ xuất hiện ở trên các chương trình nghệ thuật biểu diễn rồi. Nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Từ hồi em có bầu là em còn đi tập gym, tập tạ nữa cơ. Còn nâng tạ mấy chục ký, mấy chục ký nữa cơ. Và khi mà sinh xong thì em quay trở lại với công việc rất là nhanh. Bởi vì mình đã có được cái chế độ tốt, dinh dưỡng tốt và luôn luôn tích cực, luôn luôn biết được những cái điều tốt cho sức khỏe và cơ thể của mình. Cho nên em quay lại công việc rất là nhanh, lấy lại sức khỏe, lấy lại vóc dáng rất là nhanh. Và với kinh nghiệm của Trâm bây giờ thì Trâm thấy rằng là đâu là những yếu tố quan trọng nhất để mà chúng ta có thể vừa đảm bảo được với công việc này, sự sáng tạo thăng hoa này, nhưng mà khi trở về với gia đình thì vẫn có thể hài hòa được tất cả mọi thứ, đặc biệt là chăm con còn đang còn bé nữa. Ba yếu tố quan trọng nhất. Em nghĩ là mình phải, thứ nhất là mình phải có cái đầu óc sắp xếp, sắp xếp và cân bằng công việc. Và cái thứ hai là sự ủng hộ của đối phương, người bạn đời của mình rất là quan trọng. Và may mắn đối với Trâm là ông xã mình rất là hiểu nghề của mình. Có khi em không có ở nhà một tuần lễ luôn, hay là nửa tháng, một tháng em đi công tác, ảnh vẫn không có nói một cái lời nào mà trách móc, mà ảnh rất hiểu. Cho nên là mình luôn luôn có cái sự ủng hộ từ phía ông xã của mình, cho nên là em cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm. Em cứ đi làm rồi em về em chăm sóc cho con thôi, và cái công việc của mình nó cũng linh động nữa. Và mình miễn sao mà mình vẫn đảm bảo cái thời gian ở nhà và mình hoàn thành tốt công việc bên ngoài của mình. Nói chứ khi mà có con mình không thể nào mà mình tung tẩy như lúc chưa có con được. Mình cũng phải lựa chọn những cái gì phù hợp với cái thời điểm hiện tại. Nhưng mà em cảm thấy là vẫn ổn, mọi thứ vẫn tốt, vẫn có thu nhập, vẫn enjoy với cuộc sống, vẫn chơi được với con. Và mọi thứ mình chỉ cần mình biết sắp xếp và mình luôn luôn có sự ủng hộ từ phía gia đình thì mọi thứ nó sẽ chu toàn. Chúc mừng cho một lần nữa. Và tôi có thể ngay lúc này có thể được chứng kiến tình yêu của hai vợ chồng bạn. Quý vị có biết không, trước khi mà bắt đầu buổi quay này là thấy Trâm là nhắn tin và chỉ đường cho ông xã. Để ông xã chắc là chuẩn bị sẽ đến đây để đón Trâm sau buổi ghi hình đúng không ạ? Dường như là mọi người luôn luôn mong muốn và sắp xếp thời gian để ở bên cạnh nhau, chăm sóc nhau mọi lúc có thể. Tại vì ông xã Trâm cũng rất là bận, cho nên là hầu như thời gian của hai vợ chồng nó chỉ là có vài tiếng vào buổi tối thôi. Cho nên tranh thủ lúc nào mà được chia sẻ, được gần gũi hay là được trò chuyện với nhau thì vợ chồng Trâm đều tranh thủ hết. Lúc này trước khi khép lại chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời,
Trâm có muốn gửi gắm thêm thông điệp gì tới khán giả, đặc biệt là những người trẻ, để mọi người hiểu hơn về những giá trị của Phật Pháp mang lại cho cuộc sống, cũng như là cách cân bằng cuộc sống của chúng ta như thế nào? Tuổi trẻ thì sẽ rất là nhiều năng lượng, rất là sôi nổi, nhưng cũng sẽ không tránh khỏi những cái vấp ngã, những cái việc mà mình sẽ gọi là làm sai đó. Thì Trâm chỉ khuyên những bạn trẻ thôi, chúng ta bây giờ cái thời buổi nó phát triển rất là nhanh, công nghệ rất là nhanh, mọi thứ nó đều nhanh, thì đôi khi chúng ta sẽ bị cuốn theo mà chúng ta quên mất những cái giá trị ở bên trong mình. Cho nên là ngoài cái việc chúng ta đi làm, đi học ra, thì các bạn hãy tìm những cái nơi mà chúng ta nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần của mình. Chúng ta có thể tìm những cái phương pháp yoga, ngồi thiền, nghe những cái bài về triết lý sống, những cái bài chia sẻ về bất cứ một cái đấng tôn giáo nào mà các bạn đang theo đuổi, để chúng ta có cái sự cân bằng lại. Nhanh ở ngoài đó, cuộc sống đó, nhưng mà khi chúng ta có một cái sự cân bằng về bên trong nội tâm của mình, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình luôn luôn được cân bằng, mình không có bị chênh vênh, và mình luôn luôn sẽ có những cái cách giải quyết tốt nhất cho những cái vấn đề trong cuộc sống của mình. Chúc Phó Hạ Trâm sẽ tiếp tục giữ được sự xinh đẹp này, sức khỏe này, bình yên, hạnh phúc bên gia đình, cũng như là gặt hái thêm được nhiều thành công trên con đường, trên công việc của mình. Và quan trọng là tiếp tục lan tỏa đi những giá trị tốt đẹp mà ngay gần đây nhất chúng tôi đang rất là mong đợi dự án mới mà đã được Phó Hạ Trâm bật mí, đó là dự án âm nhạc mang tên Chữa Lành. Dạ, em cảm ơn chị rất là đã nhiều. Đã ủ là bao giờ sẽ ra mắt cho Trâm? Dự kiến là tháng 8, tháng 8 năm nay ạ. Chúc Trâm sẽ tiếp tục có thật nhiều những tình cảm yêu thương của quý vị khán giả, bởi vì Trâm luôn luôn là một nghệ sĩ làm việc bằng thực lực nghiêm túc và luôn luôn trao gửi đi những giá trị tốt đẹp như vậy. Cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều và cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay cùng với cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Võ Hạ Trâm, chúng ta hiểu hơn về những giá trị tốt đẹp của Phật Pháp mang tới cho con người. Cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuộc trò chuyện tiếp theo cùng các khách mời của chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời.